Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chưa lộ trung miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 thì em xin hân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Soli. Model của nó là CDP228ESD. Đây là model có quen thuộc của anh em chưa lâu rồi. Đó là một cục bình dân, chất đâm hay, mắt thật tốt nhé. Đấy, giá thành thì cũng rất là vừa phải để bác chơi. Chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1988 với giá xưởng của nó là 59.800 yên, tương đương với khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Chiếc đầu này thì sở hữu cái xa ngang gọi là 43 cm, chiều cao của nó là 11,5 cm và chiều sâu là 34 cm, và nó nặng là 6,2 kg. Mặt phay nhôm được sơn màu đen, dòng Soli 228 này thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Đấy. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Soli dòng mắt từ 151A, rất dễ thay thế và không ken đĩa, và chuyển bài nhanh và rất là bền bỉ. Chip giải mã của chiếc đầu này thì dùng ba con chip giải mã, thì trong đó có hai con chip giải mã PCM58 và một con là CXD1244 cho chất âm sạch sẽ, chi tiết và tươi sáng. Đấy. Và nó chơi được đa thể loại nhạc như cái dòng đầu 228 này. Đấy. Về phần ngoại hình em cũng xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần ngoại hình của chiếc đầu này về thì tình trạng thì đây là một số cái vết hơi sức nhẹ đây này, này có vết này bên dưới này thế này. Đấy. Và hai nữa là cái phần chỗ đoạn này, phần chỗ mà nó hơi bị xước mờ mờ, có nhìn hơi mờ chút đúng không, so với chỗ này đúng không ạ? Đấy. Và đây là một cái vết sức nhẹ. Đấy, biết đấy, nhìn kỹ mới thấy thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Đây một số chữ bị hơi bay. Đấy, hơi bay. Đấy. Đây, số nét này. Đấy. Cái mép này cấn nhẹ một chút này. Đấy. Nói chung là đẹp quá. Đấy. Cạnh trên thì lấm chấm tí thôi, không đáng kể nhé. Đấy. Phần nắp lưng. Nắp lưng cơ bản là đẹp. Về bên này cửa là đẹp nhé. Đấy. Cạnh trên đây. Đấy. Cạnh trên đây thì nó cấn nhẹ chút thôi, không đáng kể đâu ạ. Đấy. Nắp lưng cũng cơ bản đẹp. Đấy. Biết sức mở mở. Và phía sau đây, model của nó là CDP228ESD, điện 100V, công suất của nó 12W. Và Soli của nó là 227546, được sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Chiếc đầu này thì có hai đường aux ra trên đường mạ vàng, một đường cổng cu xoan ra và một đường cổng quang ra, màu đỏ để hoạt động bình thường. Đấy. Ở đây có những vết xước nhẹ này. Đấy. Ở đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của nó rất là mới rồi, máy móc thì zin nguyên bản. Mất đọc trong máy đây. Đấy. Tụ đây. À, tụ là tụ của Ella Audio các nhé. Audio 4700 mi. Đấy. 25V. Đây nữa là 16V, 4700 mi 16V. À, đây là tụ đỏ, tụ Ella Direct này. À, rồi đây là cái tụ của Lichicom. Đấy. Và đây là hai chip giải mã PCM58. Đây. Một con, hai con. 58G và con CXD 1244 nó nằm đây. Đấy. Và đây là phần đáy phía dưới. Phía dưới đây nó có chảy sức nhẹ đây này. Đấy. Rồi. À, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho các bác được thưởng thức. Và giá của chiếc đồ này thì bên em bán với giá là 2,3 triệu đồng các nhé. 2,3 triệu đồng em bao phí ship toàn quốc cho bạn làm chuyển đổi tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại của em là 0907-223-269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác nào cần thì qua nhà em chọn lựa một sản phẩm ở tỉnh xa, liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra sản phẩm bên em bị lỗi thì giữ nguyên tem niêm phong này, đóng cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy tí được mình. Còn trong quá trình bạn đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác, nếu như sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa, tiền phí thì các bác có thể toán giúp em. Đấy,
đây là cách thức ngôn hàng của bên em. Các bác xem video thì các bác hãy nghe rõ tất cả các quy trình bán hàng của bên em nhé, để anh em sau này đỡ mất công. Rồi em xin vào test cái phần mắt đọc và các chức năng hoạt động của chiếc đồng này để cho các bác được thưởng thức ạ. Đầu thì không kén đĩa rồi, đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép đây, portfolio đây, đĩa lòng trắng cũng đĩa lòng vàng nhé. Tốt nhất thì các bác phải lên chơi đĩa full đô mà phải nhìn cái lòng đĩa nó còn sạch sẽ đẹp đẽ nhá. Đấy, cứ bây giờ cái đĩa mà nó cũ chảy quá rồi các bác đừng chơi nữa. Rồi các bác cho đây full vào để em thưởng thức ạ. Nhanh ạ. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng.
xin phép được dừng video tại đây. Thì trước đầu này bên em bán với giá là 2,3 triệu đồng, em bao cái ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Số điện thoại là 0972232269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.